bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Ôi, ở cái nhìn ban đầu chị đã rất rất là ấn tượng với em, huống chi là các bạn nam. Trời ơi, như vậy mà ế là tôi không tin, là tôi tin tôi chết liền luôn á. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Hoàng Yến. Năm nay em 30 tuổi. Cái gì? 30 tuổi? Dạ. Thiệt á hả? Dạ thiệt chị. Quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ. Bây giờ em đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ngân hàng Á Châu, nhân viên tổng đài. Nhân viên tổng đài, Hèn chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Rồi, được rồi, anh bất nghe. Bất ngờ luôn anh nha. Anh nghe thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm luôn đó. Linh 30 tuổi mà ai cũng nói trời cho coi sao trẻ dữ vậy, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai, chúng ta xem chàng trai bao nhiêu tuổi và có trẻ như cô gái bên kia hay không. Nào, xin mời chàng trai xuất hiện. Bạn tên gì? Dạ, em tên Đặng Nguyễn Thái Dương, sinh 1984. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm ở trung tâm điều hành Tata Food. Anh Linh ơi, anh ưu tiên cho em hỏi trước đi, vì bên đây đặc biệt lắm anh Linh ơi. Rồi, em đó, hỏi đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ như vậy mà không có bạn trai là sao? Mà phải đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em nói thiệt, bụng cho chị nghe coi. Trong môi trường công việc á, thì các anh đồng nghiệp á, là cũng có gia đình rồi. Người thì cũng có bạn bè rồi. Nên là em cũng chưa tìm được đối tượng hợp với mình. Em tin vào duyên số không? Dạ, em tin vào duyên số. Bạn nghe bạn nữ nói xong mà cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Dạ, em nghĩ em cũng tin vào duyên số. Em nghĩ bạn nữ vẫn còn độc thân, chắc cũng có một điều đó rất là đặc biệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về tình yêu á, thì trước đây chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi. Yêu đúng mới có hai người thôi. Dạ, mà hai mối tình đó đều là mối tình đơn phương hết. Tại sao bạn lại không nói? Dạ, có nói, có chờ đợi mà, nhưng mà tất cả đều không được. Bạn có thể kể một cụ thể một câu chuyện gì đó, một cái việc gì đó mà bạn làm mà bạn nghĩ rằng bạn kia sẽ đồng lòng nhưng mà cuối cùng bạn kia không đồng lòng. Cái thời gian mà em đợi bạn đó đó, thì mỗi ngày em ship một cái ngôi sao bằng ống hút. Trời đất. Hình như là tới mấy trăm ngôi sao đó, rồi em bỏ một hộp thủy tinh rất là đẹp. Khi mà tặng bạn đó thì bạn nó cũng chỉ cảm ơn thôi. Cũng bạn cũng nói rõ là mình chỉ là bạn thôi. Bạn ấy tưởng bạn mua. Dạ không, em nói rõ là em làm. Bạn nói bạn làm luôn. Em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không? Hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu? Dạ, em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn ban đầu. Em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi, ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? Về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? Về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao em nói lớn? Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Có nhà. Đó là đáp án, đó là đáp án. Đó là tiêu chuẩn bên kia. Còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Dạ, tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương. Nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt. Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị ơi. Quá chịu luôn mà coi chừng người ta không chịu em đó. Đó là hơi quê. Hơi quê, không có gì quê. Dạ đúng. Không có gì quê hết. Dạ đúng. Mình có quyền chinh phục người khác, không chịu thì mình chinh phục người khác. Dạ, cảm ơn anh Linh. Rồi, bây giờ để coi mặt luôn nè. Dạ, em chào anh. Trời ơi, quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt. Rất là xinh đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn nè, thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn, hai bạn cũng rất yêu thương nhau, nhưng rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ, vấn đề đó em sẽ xem lại. Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình. Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu? Thiếu lãng mạn. Theo tôi đánh giá là như vậy. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Nhà có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Nhưng mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn.
Nó nhỏ của anh, nó nhỏ lại. Nó nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thôi, đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy, rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha. Mời bạn. Chào em. Chào em. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở quận 6. Quận 6, đường dạ. Nào em? Dạ đường Bà Hôm anh. À, anh biết đường đó. Nhà anh ở đâu ạ? À, nhà nó quận 8. À, theo quan điểm tình yêu của em á, là tôn trọng, chân thật và chung thủy, thì anh có đạt được những điều như vậy hay không? Đó cũng là quan điểm của anh. Câu trả lời đầy đủ ý nghĩa. Tiếp tiếp đi em. À, khi rảnh em thích, thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping. Đi shopping. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Em hỏi con nào quan trọng đi. Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, không, mình đi shopping đi. Nhưng mà đủ em chị Cát Tường với anh Linh nữa. Trời ơi, dẫn em chị Cát Tường với anh Linh nữa cái trời hả? Ông Mai bà mối mà. Cũng có cái đầu heo. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Nhìn nhanh để đi shopping. Sắp chết đi shopping rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò không. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Và sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một. Hai. Ba. Hết giờ. Hết thời. Mời các bạn. Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping. Dạ. Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi? Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em. Anh có 2 cái nhà mà. Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn? Dạ, tại vì cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố, thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? À, em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên, thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều. Thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ, nó đều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ. Gửi tặng em một món quà nhỏ hay giọng thôi. Vậy là hai mình đâu được đi shopping không? Được không em? Em với anh đi riêng. Trời ơi, cho tôi bị ra thì vô lý thiệt. Cảm ơn hai bạn. Dù sao nữa thì thực sự là một ngày cũng rất là có ý nghĩa các bạn. Nếu không hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao? Không biết điều gì xảy ra, duyên số không đến lần này có thể đến lần khác. Chúc hai bạn may mắn.